Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Taylor Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Taylor cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Taylor Drop HIDROXYPROPIL METHYLCELLULO 2910 DEX 70 Tá dược vừa đủ 15ml Công dụng HIDROXYPROPIL METHYLCELLULO còn được gọi tắt là Hypromelo là một polymer bán tổng hợp, có tính trơ và nhớt, có khả năng tạo thành dung dịch keo khi hòa tan trong nước. Hydroxypropyl methylcellulose được ứng dụng trong thuốc nhỏ mắt với vai trò là nước mắt nhân tạo để ngăn ngừa tổn thương kết mạc và giác mạc do sự bài tiết nước mắt bị suy yếu. Ngoài ra, hydroxypropyl methylcellulose còn có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt, ngăn chặn sự bay hơi của nước. Sự kết hợp của hydroxypropyl methylcellulose và dextran 70 giúp kéo dài thời gian lưu nước mắt nhân tạo, làm nhãn bề mặt giác mạc, giúp cải thiện thị lực. Cơ chế hoạt động, hydroxypropyl methylcellulose có thể tạo thành dung dịch keo khi hòa tan trong nước nên có khả năng tạo một lớp màng giữ nước trên bề mặt giác mạc, giúp mắt không bị khô. Bằng các giữ ổn định và kéo dài thời gian phân hủy của màng nước mắt, mắt luôn có độ ẩm nhất định chỉ định. Mắt bị khô, gây mỏi mắt, cay mắt, phim nước mắt không bền vững hoặc thiếu nước mắt. Rửa trôi dị vật bay vào mắt như côn trùng, bụi, cát. Triệu chứng đỏ, đau do khô mắt, mắt cảm giác khó chịu, giảm tầm nhìn sau khi đi đường, đi bơi, làm việc, nhìn lâu vào màn hình máy tính và điện thoại. Cách dùng Rửa sạch tay trước khi nhỏ để tránh chạm vào thuốc hoặc mắt gây nhiễm khuẩn chéo làm tình trạng nặng thêm. Tránh để đầu nhỏ thuốc chạm vào bờ bi, mí mắt, vùng da khác. Liều dùng Liều dùng nhỏ khi bị khô mắt, nhỏ 1 đến 2 giọt một lần, ngày dùng 2 đến 3 lần. Liều dùng khi có dị vật, nhỏ 2 đến 3 giọt một lần hoặc nhỏ đến khi dị vật bị rửa trôi hoặc lúc mắt không còn cảm giác khó chịu. Chống chỉ định Không sử dụng Taylor Drop cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc không dùng để nhỏ trực tiếp lên các vết thương hở, các tổn thương như viêm, sước giác mạc. Thận trọng khi dùng cho trẻ em. Lưu ý khi sử dụng. Có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, có thể kết hợp thuốc nhỏ dưỡng mắt, nhưng cần xin ý kiến bác sĩ chia thời gian phù hợp. Có thời gian để mắt nghỉ ngơi, mát xa mắt mỗi ngày. Tránh bụi bẩn hoặc vi khuẩn vào mắt, nên có đồ bảo hộ hoặc kính. Không nhỏ thuốc bên ngoài kính áp tròng. Thuốc chỉ dùng nhỏ mắt, tuyệt đối không được uống hoặc tiêm truyền. Không dùng thuốc đã hết hạn ghi trên bao bì sản phẩm, thuốc bị biến đổi hình thức hoặc cảm quan, màu, thể chất, bị nứt vỡ, vẩn đục. Tác dụng phụ. Rất ít trường hợp nhỏ Taylor Drop gây tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc quá mẫn. Tuy nhiên, tùy theo từng tình trạng bệnh lý và đối tượng sử dụng, người dùng có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như ngứa mắt, mắt đỏ, hơi sưng, cộng mắt, cảm giác khó chịu trong mắt, sung huyết. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Taylor Drop, đồng thời biết cách sử dụng Taylor Drop, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham